Bạn muốn có Aizen 7 sao nhưng đi không nổi Còn một xíu gờ nữa thôi nhưng bạn cài hết nổi rồi Đi cặp nghe dịch vụ cài gao đét của Osa Tower Defense Tên shop huy tần Bạn muốn up những co nhân vật từ 5 sao lên 6 sao và 7 sao Bạn muốn đi Sunrun đi up Tanjiro hay Jonathan Đi cặp nghe shop huy tần gamer .com Hello em, chào mừng đến trở lại với Winter Gamer, Youtuber, bựa số 1 Việt Nam Hiện tại thì chân của Tanjiro đang bị bị khét rồi <laughs> Hình như là Tanjiro bị cương ma đánh hay sao cho nên là có hình dấu chân gấu. <laughs> à, tôi kia... Hôm nay quay gì ta? À, đúng rồi. Jonathan, không phải uh, Tanjiro. Uh... Nè anh em, Jonathan. Tôi sẽ bỏ Tanjiro ra chị. Tanjiro thì cũng ổn ổn rồi đó. Jonathan, tôi nghe nói cũng ổn ổn đi được bay cái Spirit Ram ngon á. Nếu mà Jonathan đi Spirit Ram ngon á, uh, tôi sẽ cố gắng cài anh này để để tôi đi cài thuê dạo này đi cài thuê anh em mà có nhiều người đang trong lúc cài thì dạo ạt này nọ là bị hoàn thành đó nha mất tiền quan không cần thiết cho nên là ai cài thuê đừng có vô ạt lung tung beng nha hay là cài g xong rồi đang cài được trăm g à, đặt đơn trăm g cài được hai g Ông vô ạt ông đổi hết thành token à, ông kia đâu biết mình cài được bao nhiêu g đâu nhưng ổng hoàn thành đơn luôn vậy mất công lắm cho nên anh em đừng 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 có đụng tới mấy ông đó để cho mấy ông cài đi mình lâu lâu mình vô chơi mà thấy mấy ông không on thì mình vô bình thường nhưng mà đừng có đổi đơn vị nha nọ vô là nó hoàn thành đơn hết đó. á à, của bạn này tôi không biết sao mà con này nó nhiều ghê luôn á à, water magic khan à, hình như là ông để dành để coi chừng nào mà nó được giá ông bán Hay sao hạt <laughs> à, nhiều lắm à, con nó có lexin xịn hạt à, bạn này ngon à, bạn kêu anh Vy, uh, mượn hạt à, em vô đi coi uh, coi G thì bạn ấy dự đoán Bữa trước là mượn ạt lên dành mà tôi cái um, review Tanjiro anh em tôi cũng mượn ạt ông lên dành nè à. mà tôi nhập tôi tôi làm sao không biết tôi vô ạt bài khác <laughs> mượn ạt nhiều quá tôi vô ạt người khác tôi <laughs> quay xong cái bạn này ông này giờ nó nói em bóp con này rồi ông đưa cho bốn năm bữa trước rồi tôi vô tôi nói ủa sao không có em à về là đó là tôi mới nhớ là tôi mượn lộn ạt và cái ôi ghê chưa hai 8 sáu g bạn này cài hơi ghê đó không con mới ra là bà ấy mua liền kiểu vậy rồi giờ mình sẽ test thử là cái con Jonathan này đi ra như thế nào ha khả năng cao là tôi sẽ lấy con hệ điện hết coi cái sao ô Meliodas cũng hệ điện nè vô tiền đây ta Để bỏ mấy này ra đi phá 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 nát đội hình của ông cho ông chửi chơi <laughs> ôi Jonathan nè lưỡi quỷ cưa nè tôi sẽ test thử cái là mấy con này đi Spirit ran có ngon không nha cưa nè cha sao man tôi vẫn vẫn không biết cha sao man nó căng thẳng như thế nào orimuru ông này cũng có mấy con nữa bạn này đầu cơ hay sao á này ra cư hả thôi như đây được rồi chủ yếu là Jonathan đem nhiều con quá nó cạnh tranh Jonathan không có chỗ đứng. Sau đây tôi xin biểu diễn solo sờ Birit Ram. <laughs> Dạo này tôi đi Sizin Ram nhiều lắm anh em. <laughs> nhiều, nhiều bạn đặt đơn. Mấy ông kia cài đâu đỏ đâu tôi vô tôi phụ là tôi cũng đi uh, Spirit ra với Sirin hiện tại thì cài Sirin là nhiều thôi chứ Spirit ít cài và hiệu ứng lên cho nó lắc banh máy chơi Ủa, có đánh không vậy à, trưởng cái một luồng khí công tấn công vào đối vào cái mông của đối phương thằng này nó cũng thủ đó nè không phải không ta sao nó bị đánh cái cái thế tay của thằng này nó thay đổi nè à nó thay đổi chuẩn bị nó nổ chứ không gì à, chỉnh bây giờ là hiệu ứng đụng con quái thì nó mới mất máu kiểu vậy để tôi coi lại kìa à cứu trưởng bắt đầu bay bay cũng vậy vậy ta tôi vẫn không thấy gì nha đáng lẽ là amin nói là trưởng túng mất máu này nọ mà tôi thấy nó cũng bình thường à? <laughs> không không thấy sự khác biệt trong cái chuyện mà hiệu ứng đánh trúng quái mới chết gì tôi thấy nó cũng bình thường đó mà rồi mình sẽ pham pham bị ít tiền hả không có tiền đi qua này ra này mà thua nó cũng hơi nhục đó Đặt bằng này xịn lắm có x3 luôn Tôi thấy là mới vô là thủ 10.000 đam mà nó nhân 2 lên Nhân 2 đâu nhân... Ờ nhân 2 Cộng 2... 200% đối với uh, nhân 3 chứ nhân... Cộng 200% là nhân 3 rồi ờ, Nhưng mà <laughs> hình như thủ không nổi nè Quái nó vẫn vô nhà thế này <laughs> Sao đi đâu cũng đội tới 21.000 21.000 cỡ này thì đánh được chứ ít ít nhỏ nhỏ bé bé đánh không nổi nha đúng là là tôi đi, để tôi đi đi lại cái ha lúc đầu hơi bị ảo tưởng anh em tưởng Jonathan mạnh lắm nhưng mà có gàng đem cha Saman thủ vẫn ngon hơn <laughs> à đây đó trời. cũng 10.000 đam như người ta nhưng mà 10.000 đam thì nó hơi lạ nha rồi nó, nó, nó đi hơi nhanh 10.000 đam của người ta thủ được 10.000 đam của anh anh thủ không nổi là sao hoặc không thì đây nó nhiều nhiều hàng để chơi mà đây 14.000 đam luôn nè Meliodas nè ô đánh hơi bị ngầu rồi đây bây giờ chúng ta sẽ quay lại với tộc Zozo Tộc Zozo chúng ta mới vô là gắn ợp nhân hai đam luôn rồi Gắn ở đằng trước để cho nó ăn thuộc tính luôn mà sao mới vô nó có 10 ngàn <laughs> Mới vô đánh không nổi Không biết vậy sao có khám khá hơn không chứ ta thấy mới vô là nó lép dế so với mấy con kia rồi đó Ví dụ như cha sao Man là nó cũng xịn hơn rồi Anh này cha sao Man đánh hiệu quả lắm Đó 10 ngàn chém cái lên nhân ba là 30 ngàn rút 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 quá mấy con cờ chịu không nổi Tính nghe map này đi Cha sao man là ổn nhất nè tới bây giờ thì uh, cha sao man vẫn là người gánh tem <laughs> để cho cho dùng ra than ra lại nha đó tôi thấy cha sao man gánh tem nhiều 29 mươi chín ngàn uh, chức phát nữa nè 88 mươi tám ngàn tám ngàn đam là mạnh rồi đó mạnh nhưng mà đánh đánh nó vẫn không phê thôi khi mà 88 mươi ngàn thì tụi này nó lên tới gần nửa triệu rồi <laughs> thôi tôi um, cho cô lơ ra để thả thả cà lon chứ không thua sớm á Bây giờ đây nhân vật chính không phải là Cooler hay là Chắc cho nên tôi sẽ tiếp tục up đây uh, Jonathan Hay như trong đây kêu là Zonzo À up như đây up 2 rồi à Up 3 199 ngàn Uhm Skill tút gì đây À được cái này phạm vi rộng nè lên 80 Đánh cũng được 400 408 ngàn Đánh 6 giây Jonathan đánh thì cũng hơi nhanh đó phạm vi đánh rộng nhưng mà cái cái dùng cây đam thì nó hơi nhỏ nha chắc là chiêu sóng gợn của anh ấy không không bự lắm chỉ là một cơn sóng nhỏ thôi phát à, nữa coi ôi có update không nữa lạ vậy bảy trăm bốn mấy ngàn mà update tiếp theo không tốn đồng bạc nào hết à ô lạ lạ ha nói gì nói gì <laughs> nó... à. À, sức mạnh từ con tim <laughs> kiểu vậy sức mạnh từ con tim à, thiêu đốt đối phương à, à được nè thiêu đốt nè xanh bớt không ra hết à, vừa đốt vừa làm chậm à, như là mới vô không có sao mới vô không có xanh bớt nè mới vô không có lúc sau này mới có thôi môi đồ nói gì nghe cũng chả hiểu nữa Uh, tiếp theo là tới một triệu rưỡi lên, lên 2 triệu đam phạm vi 110 thôi khỏi ấp nha nhìn vậy biết nha. chắc là phạm vi không biết nó sao hồi đi ra bên kia tôi ấp thử bây giờ ấp không nổi phát nữa ghê chứ lần này tôi nghi cái mùi quần nó thâm thẩm đâu đây rồi đánh đánh cái này anh ấy nói hơi nhiều đi uh, Spirit Ram thì chỉ up được lên như đây thôi uh, 7 phải trăm ngàn bút lên thì cũng lên được hai triệu mấy đó trận này là hy sinh anh dũng rồi đó tại vì nếu mà bút nữa thì không không thể nào không thể nào chiến thắng được tôi đi đâu tôi cũng đổi từng ta tính ra thì con này đang nó cũng tầm bình thường à cũng tại vì nó là sáu sao rồi so với bảy sao thì cooler vẫn là trùm thôi <laughs> cooler vẫn gánh tiệp ảnh được cái là ảnh đốt nè vừa đốt vừa làm chậm nè tôi thấy là tới đây đi nữa mà con nào bị đánh trúng mà đốt thì nó vẫn chích béo à nó nhé trái 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 này cũng chích veo tên à chị không nói ảnh nhưng mà nhưng mà nói là đi cái này mà để dành đi dễ dàng thì tôi thấy cũng không dễ dàng đâu 50 ngàn tiền cho con uh, 700 ngàn đam đốt cũng bảy lần này, giống như là đốt trái bình thường vậy đó 50.000 tiền là giá nó cũng ngang ngang với uh, Nezuko kiểu kiểu vậy Nezuko up lên đốt mà full toàn phần với lại phải có con mồi lửa phải có con đốt trái chả, uh, chảy máu thì nó mới ấy được uh, ví dụ như Chasaman chẳng hạn tôi thấy up Chasaman có khi nó còn lợi hơn ta nè 117.000 rồi nè lốp uh, lớp cái nó lên hai trăm mấy nè anh này thì được cái skill mới thôi để tôi đi ra ngoài tôi coi là nó full thì nó như thế nào chứ lần này đây thua rồi tôi vô đây tôi ngắm thử là, là cái phạm vi của anh jonathan rộng tới đâu anh em à, nếu mà lên 110 thì mà cái dòng đánh không biết là nó rộng tới bao nhiêu cho nên vô ấp thử coi sao có cái ấp này nó không mắc cười ha học sống gợn à cái ấp đây không học sống gợn này ảnh mới bắt đầu có sân bớt sống gợn là bây giờ nó đốt trái theo kiểu um, gì ta uh, chiều uh, thủy uh, cái gì mà bên kim Mê trường nô dây 3 luôn rồi ấp uh, phát nữa phát này triệu rưỡi là nên uh, đi ra không đủ tiền để ấp uh, level 175 là chẳng 2 triệu đam luôn đánh 6 giây 110 tốc độ đánh thì cũng khá khá tạm tạm uh, cái dòng đánh rất là bự 110 luôn cái, uh, nhưng mà cái phạm vi gây đam thì cái dòng gây đam thì hơi bé um, phải chi cái dòng gây đam nó cũng bự như cái dòng đánh thì nó ngon <laughs> 2 triệu đam mà đi xào bam vài con coi tôi không có đưa quái lên nhưng mà xanh bớt và hiện tại chỉ có hai con thôi là Tanjiro với Jonathan nhưng mà đi ran mới ấp hơi bị khó nha ra này đi thì nói chung xà cooler đã thắng rồi cũng không khó đâu khó cái là đồng đội không có chịu xà cooler mà đồng đội chỉ ăn xong và ngồi farm thôi đồng đội đi mấy cái ran mấy ông đồng đội mà không quen á ông hay farm lắm ông farm tới hơi thở cuối cùng luôn à, cho quái nó vô nhà hoặc là mình cố gắng mình cầm cự đổi tới lúc cuối cùng Thì khi mà mình chiến thắng không cần thiết Thì bắt đầu ông đặt những con đắt tiền Tôi cũng không biết ý nghĩa để làm gì nữa Nhưng mà đi với ông đồng đội không hiểu ý cần não nhật quản lắm Rồi, nói chung là tôi thấy cũng tạm tạm à Nếu mà đi Spirit ram mà Theo kiểu như Meta Spirit ram thì Thì được Nhưng mà không, không có Meta gì cũng bình thường anh em Như này tôi lấy quỷ cưa kết hợp với um, Nezuko có khi còn ổn hơn đó Đây, quỷ cưa đây như ấp hơi lố đúng không <laughs> chịu mấy tiền đâu ra quỷ cưa thì đi spirit ra tới đây tới đây à tới đây à sáu trăm ngàn sáu trăm ngàn ra bốn trăm ngàn tiền ấp chân hai ba anh này kết hợp với nezuko hoặc là để vô hải tặc vô hải tặc đi hải nước thì hơi căng ha để để nó đánh cho nezuko đốt là được rồi còn anh này thì chủ yếu là ăn cái sunburst này Sân bến này phần lớn là sử dụng thứ nhất là đi Infinity, thứ hai là dùng để đi cái chế độ mới Gaudet đó anh em. Cái sân bến này đó, nó làm chậm quá nhiều lắm. Nếu mà đi Gaudet là người ta lấy người ta xài. Nó tiện lợi, mặc dù là đam nó hơi bự, nó đốt chắc cũng ngáp ngáp con quái á. Nhưng mà đi được. Nếu mà đi gao á, thì mình sẽ kết hợp anh này với lại anh râu đen. Nó làm chậm ghê lắm. Làm chậm ghê lắm, cho nên ai có thì đem theo đi. Hoặc là người ta leo tớp, người ta đi thôi. Còn bình thường chắc cũng không ai xài tới đâu uh, Xài con này được rồi Thổi Tanjiro cũng không sao Tại Tanjiro hình như phải ấp ba con ba con Tanjiro năm sao mới lên được hay sao Rồi đơn giản vậy thôi Nói chung là cũng tạm tạm Xài được Gaudet với Infinity là chính Đi ra thì đem vô chơi thôi Chứ tôi thấy đánh lại không nổi đó Đội quần hơi nhiều Rồi bye bye đem nha Hẹn gặp lại ở những video khác Và chúc ngủ ngon